Trung tâm điện tử Sóng Âm Thanh, công ty điện tử Sóng Âm Thanh xin kính chào tất cả các bác, các chị cùng các em nhé. Ngày hôm nay thì Sóng Âm Thanh xin gửi đến các bác hai dòng đẩy ba kênh của bên em. Một số bác hỏi là bên em có những dòng đẩy ba kênh nào thì tiện đây lên sóng luôn đi các bác. Ở đây thì em có hai dòng đẩy ba kênh, đó là con D2610 và dòng D2815. Thì với cả hai dòng này thì em đã đều làm clip review chi tiết về hai dòng đẩy này rồi. Nhưng mà tiện đây thì cũng nói qua đến các bác nào mà chưa biết thì sẽ nói qua về một chút thông số, cũng như là nhiều bác hỏi câu hỏi là tại sao lại làm ba kênh mà không phải là bốn kênh, và cái giá tiền thì nó có chênh nhau nhiều hay không. Ok, đầu tiên thì hãy nói qua một chút về thông số hai dòng đẩy này. Đầu tiên ở đây là con D2610 với mỗi kênh, kênh A, kênh B là công suất là 600W ở 8 ohm và riêng kênh C công suất là 1000W. Còn đối với con D2815 thì đây là một dòng đẩy công suất lớn hơn. Một kênh của nó có thể sử dụng để đánh được một chiếc xúc kép 50 côn 100 từ A2. Với kênh A, kênh B là 800W, còn đâu kênh D là 1500W. Thì với hai dòng này nó đều sử dụng mạch công suất đời mới Class H, hiệu suất hiệu năng rất cao lên đến 80%. Và ngoài ra thì nó còn một cái tính năng nữa, đó là tính năng chống chập dây loa để dành những bác nào mà có thể mang đi làm sự kiện thì các bác không lo là bị đấu nhiều lần rồi chập vào nhau, tránh tình trạng hỏng đẩy. Và hai dòng này, đây là hai dòng đẩy ba kênh, và ở những số trước thì em nói rồi, dòng đẩy ba kênh nó sinh ra để sử dụng đánh với loa và súp. Đấy. Nếu như các bác nhiều bác hỏi câu là tại sao lại làm đẩy ba kênh mà không phải là đẩy bốn kênh? Tại vì anh thấy là cái giá tiền của ba kênh, bốn kênh nó cũng ngang ngang nhau, thì tại sao không làm bốn kênh? Bởi vì sao ạ? Bốn kênh thì đa dụng hơn, và khi mà họ thiết kế đẩy bốn kênh ấy, đa phần là để sử dụng cho hai đôi loa. Thường thường một chuẩn nhất các bác chơi là một kênh đẩy với một chiếc loa là chuẩn nhất, và công suất của đẩy thì lớn hơn từ 1,5 lần đến 2 lần công suất của loa. Đấy. Còn riêng giống dòng đẩy ba kênh này thì sao ạ? Ví dụ ở đây là AB là một đôi loa, còn kênh D, D này này là nếu như bốn kênh ấy là sẽ các bác sẽ chập cầu đúng không ạ? Là kênh C, kênh D chập thành một kênh. Nhưng mà em cũng thắc mắc là tại sao lại không làm bốn kênh mà lại làm ba kênh? Bởi vì nếu như mà bốn kênh thì nó sẽ đa dụng hơn. Nhưng mà các kỹ sư ấy, họ bảo như này là khi mà chúng ta gạt cái chế độ Braille ở sau đẩy ấy, thì cái chất âm nó cũng cộng hưởng lên, nhưng mà nó không thể nào bằng là chúng ta dùng một kênh này để chuyên đánh cả. Như vậy thì nó sẽ khai thác tốt hơn và chất âm nó ra hay hơn là khi chúng ta để ở chế độ chập cầu Braille. Thì đấy là cái một kỹ sư đã chia sẻ với em sau khi em hỏi là cái câu hỏi là tại sao mà lại không dùng bốn kênh mà tại sao lại phải là ba kênh. Như vậy thì với kênh D này ở đây đấy, nó sẽ đánh được một chiếc súp, và với dòng ba kênh này thì các bác tốt nhất là các bác trên chơi là với một đôi loa và một chiếc súp thì sẽ ok hơn. Với những cái dòng đẩy như là con 2815 này thì nó rất là khỏe này, một kênh của nó ở đây riêng con này có thể chơi được hai đôi loa 30 và một đôi súp đơn 50 đánh thoải mái luôn, bởi vì là công suất thực rất là khỏe. Và hai dòng đẩy này thì cái điểm chung của nó là tiếng rất là sáng. Những bác nào mà đang muốn cần một con đẩy mà sáng tiếng, công suất khỏe và đánh cả loa và cả súp thì đây sẽ là hai sự lựa chọn để các bác có thể là lựa chọn đẩy để phù hợp với những bộ karaoke nhà mình. Và với con D2610 hiện tại bên em đang có mức giá là 8.200.000 đồng, còn với con D2815 đang có mức giá là 12.000.000 đồng. Thì với những bác nào mà làm sự kiện thì các bác có thể là dùng con 2815 này để các bác đánh loa và đánh súp kép được. Còn với gia đình thì đa phần là các bác nên dùng con 2610 sử dụng với một đôi loa 30, một chiếc súp 40 hoặc 50 tùy các bác. Đấy. Và khi các bác sử dụng những dòng đẩy bên em thì sẽ tặng kèm các bác là đi theo sẽ là một đôi canon xịn để các bác có thể là mang về nhà và kết nối luôn với thiết bị mà không cần phải mua ngoài. Và những cái đồ mà em tặng các bác là đồ xịn các bác nhé. Và nếu như bác nào mà đang quan tâm về hai dòng đẩy này thì các bác có thể liên hệ thẳng Sóng Âm Thanh để được hỗ trợ cũng như là được tư vấn trực tiếp. Và không phải là ba kênh là rẻ đi hơn bốn kênh các bác nhé, mà quan trọng là nó sẽ phù hợp với một đối tượng là một đôi loa, một chiếc súp hơn là những dòng đẩy bốn kênh bình thường. Ok, chào các bác nhé.